Hạ là một trong những túi sách được rất nhiều các tín đồ yêu da ưa chuộng. Dáng hobo linh hoạt cùng bộ màu sắc nổi bật, phiên bản lần này của Hạ sẽ mang đến cho một cô nàng trẻ trung, năng động nhưng cũng cực kỳ dịu dàng và nữ tính. Đen phối đen trơn là gam màu quốc dân nên không quá bất ngờ khi nó luôn xuất hiện trong mọi bộ sưu tập của Lekas bởi sự đa dụng và linh hoạt trong thời trang. Hạ mang tông màu đen huyền bí, kết hợp cùng với họa tiết phối chăn nâu sẽ mang đến cho bạn sự chững chạc, sang trọng và cực kỳ sành điệu. Cũng là một gam màu đen an toàn, nhưng khi phối cùng cam nổi bật, chiếc túi Hạ sẽ mang đến cho bạn một luồng khí mới của sự trẻ trung, thanh lịch và nhẹ nhàng hơn đáng kể. Xám cho với họa tiết là một màu trung tính, tạo cảm giác dễ chịu và cân bằng. Hạ trong gam màu xám sẽ là một sự cân bằng hoàn hảo, khiến cho bạn cảm giác như đang khoác lên mình vẻ tinh tế và dịu dàng. Ngoài ra, xám khói phối đỏ hướng đến vẻ thanh lịch, trung tính và dễ kết hợp. Đây chính vì lý do đó mà Hạ màu xám khói nhanh chóng trở thành item được yêu thích trong tủ đồ của các chị em. Một màu sắc đơn giản, không quá nổi bật nhưng vẫn mang lại phong cách riêng, đầy sự ăn ý và khéo léo. Một gam màu đỏ khác mang sự sang trọng, quý phái, pha lẫn với nét quyến rũ, ấm áp tạo nên nét ngọt ngào, giúp bạn có vẻ ngoài rất nổi bật nhưng không quá chói lòa. Đây là một màu sắc mới nhất trong tất cả các bộ sưu tập của Lekas, đó chính là màu hồng tôm phối đen. Gam màu hồng tôm ngọt ngào sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư thái, dịu dàng trong thời tiết sang thu này. Nếu bạn là một cô nàng nữ tính, yêu thích những màu sắc pha loãng hiện đại thì đừng bỏ qua gam màu này nhé. Hạ trong gam màu tím nâu luôn được biết đến là một gam màu tinh tế, đủ trầm đậm để thanh lịch, lại đủ khác biệt để tạo điểm nhấn. Đặc biệt khi phối cùng tông hồng nhẹ lại càng tăng thêm nét ngọt ngào, sâu lắng. Có thể nói nâu đỏ chính là gam màu dung hòa giữa vẻ mộc mạc và sang trọng. Do đó khi ra mắt bộ sưu tập Hạ bên cạnh những gam màu nổi bật, Lekas vẫn ưu tiên những phiên bản nền nã, vừa mang nét thân thuộc nhưng vẫn gợi nét sang trọng cho mọi phong cách hiện đại hay cổ điển, cá tính hay nữ tính này. Gam màu xanh lam phối sinh ra trời nhẹ nhàng, Hạ trong phiên bản màu này sẽ khiến bạn trở nên cực kỳ nhã nhặn, thanh khiết. Dù cho bạn sử dụng Hạ ở bất cứ mục đích nào như đi làm, đi dạo phố, xem phim, chiếc túi của Lekas cũng sẽ hỗ trợ đắc lực và tôn nên nét phong cách định hình của bạn. Xanh ô liu là màu sắc xanh thể hiện cho sự tươi trẻ, tinh tế và thời trang. Phối cùng gam màu vàng ấm áp, năng động sẽ là nét chấm phá mới mẻ cho trang phục của mùa hè. Khi sử dụng màu sắc này, hình ảnh của bạn sẽ luôn trở nên được dịu mát và mới lạ trong mọi phong cách. Xanh da trời chính là màu sắc cuối cùng khép trong bộ sưu tập túi Hạ lần này. Đó là một gam màu dễ chiều, bạn có thể kết hợp với mọi loại trang phục. Hạ xanh da trời sẽ là một nét điểm xuyết vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế, tạo cho tổng thể outfit của bạn một cảm giác hài hòa, điềm đạm. Lekas mong rằng video này bạn sẽ tìm cho mình được gam màu phù hợp nhất. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lekas để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ da Lekas xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo nhé.